Lầu đê tua Jesus Christus ngợi khen chúa Giêsu Kitô. đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ <laughs> Ban ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 21 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về giáo hội Mexico và nạn bạo lực trong nước. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, gương phục vụ với tình yêu thương của nữ hậu sinh Maria Polacci, giúp hơn 7.000 trẻ em chào đời trong hơn 70 năm phục vụ. Cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ về tội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha đã dành trọn sáng hôm qua, 20 tháng 6, để hành hương viếng mộ hai cha sở dấn thân xây dựng hòa bình, công lý và giáo dục các trẻ em nghèo ở Bosolo và Barbiana, miền Bắc Italia. Vị thứ nhất là cha Massolari, cha sở giáo sứ Bosolo gần Mantova từ năm 1932. Năm 1925, cha chống lại đảng phát xít ở Italia và từ năm 1943, cha tích cực tham gia kháng chiến. Trong thập niên 1950, cha chống lại ý niệm gọi là cuộc chiến tranh chính đáng. Cha qua đời năm 1959, thọ 69 tuổi. Án phong chân phước cho cha sắp được khởi sự tại giáo phận Cremona vào tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng tới Bosolo lúc 9 giờ, một làng hiện có 4.200 dân cư. Tại đây, Ngài được Đức Cha Antonio Napoleoni giám mục giáo phận Cremona và xã trưởng địa phương tiếp đón cùng với đông đảo các em học sinh. Sau khi cầu nguyện trong thinh lặng tại mộ cha Massolari ở nhà thờ giáo xứ. Đức Thánh Cha đã đọc một bài huấn dụ dài, nêu rõ tính chất thời sự trong sứ điệp và tấm gương của cha Max Solari cũng như của cha Milani, mặc dù không luôn được cảm thông và quý chuộng trong thời đại của các ngài. Đức Thánh Cha nói, Cha Max Solari không phải là một người tiếc nuối giáo hội quá khứ, nhưng đã tìm cách thay đổi giáo hội và thế giới qua tình yêu say mê và sự tận tụy hiến thân vô điều kiện. Đức Thánh Cha nhánh nhủ các linh mục hãy noi gương cha Má Solari, lắng nghe thế giới, nghe những người đang sống và hoạt động trong đó, đón nhận và đáp ứng mọi yêu cầu về ý nghĩa và hy vọng, không sợ đi qua những sa mạc và những vùng tăm tối. Như thế, chúng ta có thể trở thành giáo hội nghèo, cho và với người nghèo, giáo hội của Chúa Giêsu. Vị linh mục thứ hai Đức Thánh Cha đến hành hương viếng mộ là cha Lorenzo Milani thuộc Tổng giáo phận Firenze. Tại làng nhỏ Bacbiana, cha tổ chức các trường học chọn ngày để các trẻ em nghèo ở những làng mạc rải rác trên miền núi có thể được giáo dục. Cha qua đời cách đây 50 năm vì bệnh ung thư lúc mới được 44 tuổi. Giá từ làng Bốt Solo, Đức Thánh Cha đáp trực thăng đến làng Biana, gần thành phố Firenze vào lúc quá 11 giờ. Tại đây, Ngài được Đức Hồng Y Giuseppe Bettori, Tổng Giám mục Firenze và thị trưởng thành phố này tiếp đón. Sau khi viếng mộ cha Milani ở Nghĩa Trang, Ngài gặp chung tại nhà thờ các cựu học sinh còn sống của cha Milani và thăm nhà xứ. Tại vườn bên cạnh, Đức Thánh Cha chào thăm và ngỏ lời với các cựu học sinh cũng như các linh mục và một số người trẻ, tất cả khoảng 200 người. Đức Thánh Cha đề cao sự hăng say của cha Milani trong việc giáo dục với ý hướng khơi dậy nơi các học sinh đặc tính con người để họ cởi mở đối với Thiên Chúa. Ngỏ lời với các giáo chức hiện diện, Đức Thánh Cha nói, sứ mạng của anh chị em đầy những chướng ngại nhưng cũng đầy vui mừng. Nhưng đặc biệt đó là một sứ vụ sứ vụ yêu thương vì ta không thể giảng dạy mà không yêu thương và không ý thức rằng điều mà ta trao tặng chỉ là một quyền được hiểu biết quyền học hỏi và có bao nhiêu điều cần dạy nhưng điều nòng cốt là sự tăng trưởng của một lương tâm tự do có khả năng đối diện với thực tại và định hướng trong thực tại được hướng dẫn nhờ tình yêu thương nhờ ước muốn dấn thân với người khác đảm nhận những vất vả những vết thương của họ và tránh mọi thái độ ích kỷ để phục vụ công ích. Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với các linh mục hiện diện và nhắc nhở rằng giáo hội mà cha Milani đã tỏ cho thế giới có một khuôn mặt hiền mẫu và ân cần nhằm mang lại cho tất cả mọi người cơ hội được gặp gỡ Thiên Chúa và mang lại sự vững chắc cho chính nhân vị của mình với trọn vẹn phẩm giá con người. Vào lúc 13 giờ 15 cùng ngày, Đức Thánh Cha lên đường trở về Vatican. Roma. Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác các gia đình Roma trước hiện tượng dần dần mất gốc nơi giới trẻ và Ngài kêu gọi đặc biệt nâng đỡ các thiếu niên trong giai đoạn tăng trưởng của họ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong diễn văn vào chiều tối ngày 19 tháng 6 vừa qua để khai mạc hội nghị của giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chính tòa của giáo phận này. Hiện diện trong buổi khai mạc có Đức Hồng y Vanlini giám quản mãn nhiệm của giáo phận và Đức tổng giám mục Angelo De Donatis người kế nhiệm cùng với sáu vị giám mục phụ tá, các linh mục, tu sĩ và hàng trăm đại diện giáo dân đến từ các môi trường khác nhau trong giáo phận Roma. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha có tính cách dẫn nhập và hướng dẫn về chủ đề: Chúng ta đừng để họ đơn độc đồng hành với các cha mẹ trong việc giáo dục con cái ở tuổi thiếu niên. Đức thánh cha nói đến hiện tượng mất gốc đang gia tăng trong xã hội, các thành phần trong gia đình dần dần mất liên hệ với nhau. Cần để ý đến bầu không khí này, vì một nền văn hóa mất gốc, một gia đình bị mất gốc là một gia đình không có lịch sử, không có ký ức, không có căn cội. Đức thánh cha cũng nhận xét rằng nhiều khi các gia đình đòi hỏi con cái một sự huấn luyện thái quá trong một số lãnh vực mà chúng ta coi là quan trọng cho tương lai của chúng nhưng chúng ta ít coi trọng sự kiện con cái cần biết gốc gác và căn cội của chúng trong chiều hướng này ngài mời gọi các gia đình đừng gạt các ông bà nội ngoại ra ngoài lề gia đình và ra khỏi việc giáo dục con cái Đức thánh cha nhìn nhận tuổi niên thiếu là một giai đoạn khó khăn trong đời sống và sự tăng trưởng của con cái, nhưng cần nhớ rằng tuổi thiếu niên không phải là một thứ bệnh cần phải chữa trị hoặc bài trừ. Nó là thành phần của sự tăng trưởng bình thường trong đời sống con cái. Đức thánh cha nói, chúng ta hãy kích thích tất cả những gì có thể giúp con cái biến giấc mơ của chúng thành dự án chúng ta hãy đề nghị với chúng những mục tiêu rộng rãi những thách đố lớn lao và giúp chúng thực hiện những thách đố và mục tiêu ấy ngài không quên cảnh giác chống lại xu hướng duy tiêu thụ cần giáo dục con cái về sự cần kiệm và khổ hạnh đó là một sự phong phú khôn sánh hãy thức tỉnh năng khiếu và óc sáng tạo của con cái đặc biệt cởi mở đối với hoạt động trong nhóm trong tinh thần liên đới với tha nhân Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Đức Hồng Y Agostino Vallini sẽ từ giã nhiệm vụ giám quản Roma vào ngày 29 tháng 6 tới đây và Đức Tổng giám mục Angelo De Donatis sẽ kế nhiệm. Ngài nói, trong những năm qua, Đức Hồng Y Vallini đã giữ cho chân tôi được đứng trên mặt đất. Thứ ba hôm qua, 20 tháng 6, Hội nghị giáo phận đào sâu 6 vấn đề trong các cuộc hội thảo nhóm của 36 giáo hạt Roma đó là nhà ở và cuộc sống trong gia đình, học đường và việc học, tương quan giữa các thế hệ, cuộc sống bấp bênh, nghèo, đói, đau khổ và cái chết, vượt thắng tình trạng cô lập của các gia đình. Hội nghị này kết thúc năm mục vụ của giáo phận Roma, tuy nhiên kết quả hội nghị này chỉ được công bố trong hội nghị lần tới vào ngày 18 tháng 9 tới đây, cũng tại đền thờ Thánh Joan Laterano để đề ra những viễn tượng hoạt động cho năm mục vụ mới của giáo phận. Roma. Đức Hồng y Ivan Dias, người Ấn Độ, nguyên tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã qua đời chiều ngày 19 tháng 6 vừa qua hưởng thọ 81 tuổi. Đức Hồng y Dias sinh ngày 14 tháng 4 năm 1936 tại Bombay, Ấn Độ, thụ phong linh mục năm 1958, đậu tiến sĩ giáo luật tại Roma và gia nhập Trường Ngoại giao Tòa Thánh, rồi lần lượt phục vụ tại các nước Bắc Âu. Indonesia, Madagascar, La Réunion, quần đảo Comoro, Mauritius và trở về phụ quốc vụ Khanh. Năm 1982, Che Ivan Dias được bổ nhiệm làm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Ghana, Togo, Benin, bên Phi Châu, trước khi được chuyển qua Hàn Quốc và Albany. Năm 1996, Ngài làm tổng giám mục giáo phận Bombay và thăng Hồng Y năm 2001 rồi được bổ làm tổng trưởng bộ truyền giáo từ năm 2006 cho đến khi về hưu vào năm 2011. Đức Hồng Y Ivan Dias đã từng viếng thăm Việt Nam hồi tháng Giêng năm 2011 trong dịp bế mạc năm kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận đại diện tông tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Ivan Dias, Hồng Y đoàn còn 220 vị, trong đó có 116 Hồng Y cử tri và 104 vị trên 80 tuổi. Con số này sẽ được cập nhật vào ngày 28 tháng 6 tới đây khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm thêm 5 Hồng Y mới. Amman, quốc vương Abdullah II của Jordania cảnh giác chống lại những biện pháp đơn phương thay đổi quy chế của thành Jerusalem hoặc các nơi thánh trong thành này. Tuyên bố trong cuộc gặp gỡ đại diện các giáo hội Kitô và nhà chức trách hồi giáo chiều Chủ nhật 18 tháng 6 vừa qua, Quốc vương Jordania khẳng định rằng cần phải bảo tồn quy chế pháp lý và lịch sử của thành Jerusalem. Việc bảo vệ các nơi thánh của Kitô giáo và hồi giáo luôn luôn là một ưu tiên đối với hoàng gia của Jordania. Trong cuộc gặp gỡ vua Abdullah II cũng bày tỏ tin tưởng nơi sự cam kết của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump làm việc cho hòa bình giữa người Israel và Palestine, đồng thời kêu gọi Israel và Palestine nghiêm chỉnh mở lại các cuộc hòa đàm. Nhà vua cũng tuyên bố ủng hộ việc thành lập một nước Palestine độc lập với ranh giới hồi năm 1967 và phía đông thành Jerusalem là thủ đô. Đây là con đường duy nhất để đi tới hòa bình. Cho đến nay nhà nước Israel luôn phủ nhận những điều kiện này. Trong những ngày này, Bộ trưởng Giáo dục của Israel, ông Naftali Bennett, Chủ tịch Đảng Nhà Do Thái, đã đệ trình trước Quốc hội Israel dự luật chống viễn tượng có thể phân chia thành Jerusalem trong trường hợp có giải pháp hòa bình giữa Israel và Palestine. Bộ trưởng Bennett dự kiến rằng dự luật sẽ được Quốc hội Israel thông qua với 2 phần 3 số phiếu. Theo quốc tế công pháp, thành Jerusalem có tính cách quốc tế, nhiều quốc gia trong đó có Hoa Kỳ không nhìn nhận chủ quyền của Israel trên khu vực phía đông thành này, nơi có đa số dân là người Palestine. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Mexico và nạn bạo lực trong nước. <laughs> Kính thưa quý vị thính giả, trong các tuần qua tại nhiều vùng bên Mexico, nạn bạo lực đã liên tục xảy ra khiến cho giáo hội vô cùng âu lo. Tại Tamaulipas, các tổ chức tội phạm mafia buôn bán ma túy tiếp tục bắn giết nhau để tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ hoạt động. Trong các ngày đầu tuần tháng 6, nhà tù Reynosa đã trở thành vùng chiến tranh trước sự bất lực của giới chức chính quyền không kiểm soát được tình hình. Tại Veracruz, từ tháng riêng tới tháng tư vừa qua đã có 620 vụ thanh trừng. Tại Guerrero, ngày nào cũng có các vụ giết người không kiểm soát nổi. Vùng Osaka cũng rơi vào cùng tình trạng bạo lực như thế giữa các nhóm tội phạm và họ gieo kinh hoàng cho dân chúng. Người dân Mexico phải thường xuyên sống trong bất an, đe dọa trước sự bất lực hoàn toàn của chính quyền tuần báo des de la Fe của tổng giáo phận mexico đã viết như trên trong số mới ra bài báo nhận định rằng tất cả các sự kiện kể trên cho thấy cuộc sống của người dân mexico thiếu an ninh tối thiểu và chính quyền hoàn toàn bất lực không kiểm soát được nạn bạo lực lan tràn trong nước một trong các lý do vì nạn gian tham hối lộ đã làm ung thối xã hội mexico và các giới chức chính quyền từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên sự bất lực và vắng bóng của chính quyền đã khiến cho một số quyền bính luân lý bị bó buộc phải dàn xếp trong vài cách thức nào đó với các tổ chức tội phạm để được an ninh. Ngày 28 tháng 5 vừa qua, Đức cha Salvador Rangel Mendoza đã cho biết Ngài phải tiếp xúc với các thành phần tội phạm để dàn xếp liên quan tới an ninh mà chính quyền không thể bảo đảm được cho dân hàng giáo sĩ trong vùng này và của nhiều vùng khác trong nước Mexico cũng phải sống trong cảnh kinh hoàng. Nhiều linh mục, nhất là các vị sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, trở thành mục tiêu dễ dàng của các tổ chức tội phạm và phải thường xuyên sống dưới áp lực của nạn tội phạm có tổ chức, ngăn cản các vị chu toàn sứ mệnh mục tử của mình, đến độ họ cấm các linh mục không được nói lên từ ma túy nếu không có thể nguy hiểm tới tính mạng bài báo kết luận rằng đất nước Mexico đang mất máu. Thực tại là Mexico đang sống trong nghèo đói bần cùng, là đất màu mỡ cho nạn gian tham hối lộ lan tràn. Phản ứng của giáo hội chống lại tình trạng này là một phản ứng đối với tình trạng chống rỗng quyền bính. Và sự kiện này khiến cho nhiều người phải thiệt mạng khi chu toàn nhiệm vụ của những người khác. Trong khi người ta phung phí các tài nguyên cho các vụ tranh cử và ủng hộ các đảng phái chính trị, thì nạn bạo lực lan tràn khắp nơi như một chứng ung thư di căn trong các vùng nghèo đói nhất và nó nguy hại cho tương lai đất nước. Điển hình như trường hợp linh mục Juan Antonio Samprano Gaccia thuộc Tổng giáo vận Tijuana bị tấn công ngày 9 tháng 6 tại giáo sứ Thánh Ferro Paulo. Cha đã bị đâm bằng dao và cái vạn đinh ốc. Đức cha Francisco Moreno Barong Tổng giám mục Tijuana đã tỏ ra rất lo âu vì các bạo lực này, nhất là bởi vì đây là lần đầu tiên nó xảy ra trong tổng giáo phận. Trước đó, ngày 15 tháng 5, một linh mục khác là cha Jose Miguel Macoro cũng đã bị đâm ngay trên bàn thờ tại nhà thờ chánh tòa thủ đô Mexico khi cha vừa kết thúc thánh lễ. Các vết thương nặng khiến cho mọi người tưởng cha không thoát được cái chết. Lên mục Omar Sotelo Paulino, giám đốc trung tâm truyền thông công giáo cho rằng vụ tấn công mới này tại Tijuana chỉ là một trong một chuỗi các tội phạm chống lại giáo hội công giáo kéo dài từ nhiều năm qua tại Mexico. Cha là người hàng năm công bố tài liệu liên quan tới các vụ bạo lực và mưu sát chống lại hàng giáo sĩ tu sĩ tại Mexico. Cha nói, bạo lực chống hàng giáo sĩ đã gia tăng nhiều trong các năm qua mà không thấy chính quyền có các hành động cụ thể để ngăn chặn nó. Dân chúng thường xuyên phải đối phó với nạn tội phạm. Điều đó thì ai cũng biết. Nhưng giờ đây, Linh Mục trở thành mục tiêu tấn kích và thi hành chức vụ Linh Mục đã trở thành một nguy hiểm trong 9 năm qua. Cha Sotelo cho biết Mexico là một trong những nước có nhiều Linh Mục bị giết nhất trong 5 năm qua đã có tới 17 linh mục bị sát hại, hai vị bị mất tích và hai vị khác đã thoát khỏi cảnh bị bắt cóc. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Francisco Robles Ortega, Tổng giám mục Guadalajara, đã chú sự thánh lễ tại đền thánh các vị tử đạo trong giáo phận và đã mạnh mẽ tố cáo nạn bạo lực gia tăng chống lại các linh mục. Đức cha cho biết, một linh mục của giáo phận đã bị hai tên bất lương dùng súng và dao, đe dọa và cướp bóc. Nhưng rất may, cha vẫn bình an. Các vụ cướp bóc xảy ra tại nhiều nơi, trong đó có các bãi đậu xe. Người dân Mexico không còn có được an ninh mà chính quyền có bổn phận bảo đảm cho họ nữa. Đứng trước tình trạng bạo lực gia tăng tại Mexico, nhiều giám mục đã mạnh mẽ lên tiếng yêu cầu chính quyền chu toàn các nhiệm vụ của mình, đưa ra các biện pháp thích đáng để bảo vệ an ninh cho dân. Đức cha Eduardo Porfirio Patino Leal, giám mục Cordoba, nêu bật tình hình xã hội ngày càng tồi tệ thêm vì nạn bạo lực, bất an, bất công xã hội và bất công kinh tế, đè nặng trên cuộc sống đất nước. Đức cha khẳng định rằng các linh mục thi hành một công việc xã hội quan trọng trong các giáo xứ nhưng ngày nay cần phải tìm ra các kiểu mới giúp lắng nghe tiếng kêu than của những người đang là nạn nhân của biết bao nhiêu tội phạm. Bạo lực và bất an ninh giờ đây lan tràn trên bình diện giáo phận. Đó là điều đã không hề có cách đây 10 năm. Đức cha Patino Leal đã đưa ra các lời tuyên bố trên đây khi bình luận về bản tường trình của Ủy ban Quốc gia lượng định tình hình chính trị phát triển xã hội, viết tắt là Coneval, Bản lượng định tựa đề các duyệt xét chuẩn bị cho ngân sách năm 2018 cho biết 60% trên tổng số 8 triệu dân vùng Veracruz phải sống trong tình trạng bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Trong vùng này, một đảng có các triệu phú giàu sụ, nhưng đảng khác có rất nhiều người phải di cư vì thiếu công ăn việc làm hay có công ăn việc làm nhưng không được trả lương xứng đáng. Tình hình xã hội tan rã này khiến cho giới trẻ dễ trở thành nạn nhân của tội phạm và ma túy vì thế trước hết cần chữa lành về mặt tinh thần để tái hẳn gắn xã hội bản duyệt xét nhằm mục đích củng cố tiến trình quyết định ngân sách nhưng cũng cống hiến một phân tích các vấn đề ưu tiên cần chú ý các kết luận và các đề nghị cho chương trình phát triển xã hội của chính quyền liên bang nó là một dấu chỉ quan trọng cho thấy thực tại xã hội và các cơ cấu trên toàn nước Tại Mexico, cuộc chiến chống lại các tổ chức tội phạm và mafia buôn bán ma túy đã do nguyên tổng thống Felipe Calderon phát động năm 2006, dùng quân đội để chống lại các tổ chức này. Nhưng chiến thuật dùng quân đội chống lại nạn tội phạm đã không đem lại các kết quả mong muốn. Kỹ nghệ buôn bán ma túy đã không giảm, trái lại nạn bạo lực đã gia tăng và chính quyền đã không tìm ra được một phương thức nào khác để bài trừ hiện tượng này. Đây không phải chỉ là hiện tượng bạo lực giữa các băng đảng buôn bán ma túy tranh giành đất hoạt động, lợi nhuận và ảnh hưởng làm ăn, nhưng nó bao gồm một loạt các liên lụy trên mọi lĩnh vực của cuộc sống xã hội tại Mexico. Hiện nay tại Mexico có tới 7,5 triệu người trẻ không học hành và cũng không làm việc, và họ là nhân công sẵn sàng trở thành các con thiêu thân của các băng đảng tội phạm mafia trong một bài phỏng vấn trên đài bbc mundo mới đây ông juan villoro nhà báo và nhà văn đã khẳng định rằng mexico đã trở thành một nghĩa trang khổng lồ và chính quyền đã đánh mất đi quyền tối thượng kèm theo đó là tình trạng cách biệt xã hội nạn buôn bán và sử dụng ma túy gia tăng không kiểm soát nổi nữa phương pháp duy nhất đã được các chính quyền tiếp nối nhau sử dụng để đối phó với các tệ nạn này là sự can thiệp của quân đội, nhưng chính quyền đã hoàn toàn thất bại. Đến hình như trường hợp Ayotzinapa, các tay buôn bán ma túy và chính quyền thường bắt tay thỏa hiệp ngầm với nhau, và tình trạng này là một thách đố lớn cho nỗ lực nhổ tận gốc rễ kỹ nghệ buôn bán ma túy. Lý do vì kỹ nghệ này đem lại các lợi nhuận khổng lồ và chính quyền thiếu quyết tâm chính trị, lãnh lấy trách nhiệm và tìm ra một giải pháp hữu hiệu. Trong tình trạng ấy, ai dám can đảm lên tiếng tố cáo thường có nguy cơ bị mất mạng. Mexico đã trở thành một trong các quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo. Từ năm 2006 tới nay, đã có 80 nhà báo và chuyên viên truyền thông bị giết, 17 người bị mất tích và có không biết bao nhiêu vụ bạo hành đe dọa chống lại các nhà báo và phóng viên. Người ta không được biết con số nạn nhân của các tổ chức buôn bán ma túy là bao nhiêu, nhưng ước đoán lên tới 150.000 người và có 30.000 người bị mất tích. Hiện tượng mất tích là một tệ nạn ghê tởm trong một quốc gia có thể chế dân chủ. Nó trầm trọng như bên Argentina trong thời độc tài đẫm máu. Bà Leticia Hindango, đại diện Hiệp hội Các gia đình hiệp nhất của những người bị mất tích vùng Monterrey, Mexico, cho biết các vụ mất tích cưỡng bắt này là một thảm cảnh của xã hội Mexico và chính quyền không có biện pháp nào để binh vực các nạn nhân. Từ năm 2015, Hiệp hội đã yêu cầu chính quyền ban hành luật chống lại các vụ mất tích cưỡng bắt, nhưng cho tới nay Tổng thống Peña Nieto đã không đưa ra sáng kiến nào. Trước thái độ ưu lì của chính quyền, các hiệp hội loại này đã thuê các chuyên viên điều tra độc lập Bà Hidalgo cũng đã có người con trai bị mất tích tại Ajusinape hồi năm 2014. Bà cho biết tại Mexico không có các biện pháp luật lệ chống lại các vụ mất tích cưỡng bắt và chỉ có thể nói tới chuyện mất tích sau 72 giờ đồng hồ là thời gian quá dài để có thể kịp thời can thiệp cứu các nạn nhân. Tuy nhiên các tổ chức tội phạm mafia tại Mexico không chỉ buôn bán ma túy nhưng cũng buôn bán gỗ thú vật và thảo mộc quý hiếm và buôn bán cả người nữa vấn đề di cư gắn liền với kỹ nghệ buôn bán ma túy đặc biệt trước các biện pháp xây tường biên giới để ngăn chặn làn sóng di cư của tổng thống donald trump chính sách này của chính quyền hoa kỳ sẽ chỉ khiến cho nạn buôn người gia tăng với các bạo lực khai thác bóc lột và chết chóc đi kèm biện pháp đóng kín trong tháp ngà này của chính quyền Hoa Kỳ sẽ không thể nào ngăn chặn được làn sóng người di cư tìm mọi cách trốn chạy hiện tại tuyệt vọng của họ, mong có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Và làn sóng di cư của dân nghèo Mexico cũng là một thách đố một vụ khác nữa mà giáo hội Mexico không biết phải đương đầu ra sao. Để tiếp tục chương trình Mai Châu xin thuật lại, gương phục vụ với tình yêu thương của nữ hộ sinh Maria Polacci giúp hơn 7.000 trẻ em chào đời trong hơn 70 năm phục vụ. một cuộc sống vì sự sống. Một câu nói ngắn ngủi nhưng nói lên tất cả động lực thúc đẩy bà Maria Polacci trở thành người mẹ của nước Ý, vì đã giúp 7.644 trẻ sơ sinh chào đời. Maria Polacci sinh năm 1924 tại Lama Mocogno, một làng nhỏ ở vùng miền núi Apennino thuộc tỉnh Moderna, là con thứ hai trong một gia đình nông dân có bốn người con. Từ khi còn là một thiếu nữ, Polachi đã mơ ước làm một nhân viên chữ thập đỏ, nhưng vì lúc đó là thời kỳ khó khăn, bóng đen của chiến tranh phủ mờ, nên mẹ của Polachi khuyên cô nên đi học để trở thành một nữ hộ sinh. Đối với Polachi, không có gì đẹp hơn lúc sinh nở, và hộ sinh không phải là một nghề, nhưng là một ơn gọi. Polachi đã trở thành biểu tượng của các hộ sinh. Bà đã trở thành gương mẫu về việc thực hành nghề như một ơn gọi. Ở tuổi 92, bà cụ Polachi tươi tắn, hành động cách dịu dàng nhưng cương quyết này vẫn không ngừng trợ giúp các bà mẹ trong ngày mãn nguyệt khai hoa. Cho đến nay, cụ Polachi đã đón 7.644 bé chào đời trong vòng tay của mình như đón những đứa con của mình. Thật là một kỷ lục. Đứa trẻ đầu tiên được bà Polacci giúp chào đời là Francesco vào năm 1945 và em cuối cùng là Pietro, chào đời vào tháng Giêng năm nay. Francesco, đứa trẻ đầu tiên trong những đứa trẻ của bà Polacci, nay đã 72 tuổi. Francesco chào đời ngày 3 tháng 9 năm 1945. Cụ Polachi nhớ lại, hôm ấy cụ đã khích lệ giúp cho bà mẹ đang sợ hãi được can đảm và chính cụ lúc ấy cũng cần sự can đảm này. Và tất cả đã diễn ra tốt đẹp. Sau 25 năm, nữ hồ sinh Polachi đã gặp lại Francisco và từ đó bà luôn giữ liên lạc với Francisco. Như với nhiều đứa trẻ khác, nửa miền Bắc nước Italia đã được bà Polachi trợ giúp chào đời đã bao đêm bà không ngủ, bao nhiêu sự hiểu biết cảm thông, bao nhiêu lần cấp cứu và bao chuyến đi mạo hiểm, bao nhiêu cây số đường dài mà chiếc xe hơi của bà đã đi qua cũng như bà đã dông duỗi bằng chính đôi chân của mình. Đêm đầu tiên bà Polachi thực hiện công việc của mình là một đêm tuyết rơi thật nhiều ở Monte Cretto, một làng trên dãy Ambenigno-Modernese tuyết dày đến 80 cm. Bà nhớ lại, vào 3 giờ sáng, một người đàn ông đã đánh thức tôi và cầu xin. Làm ơn đến ngay vì vợ tôi sắp sinh. Tôi khởi hành ngay lập tức. Đi bộ đến La Marina, nằm ở độ cao 1.200 m giữa trời giông tuyết. Đến nơi, tôi nhìn thấy một phụ nữ trong một căn nhà nghèo nàn và giá lạnh Phụ nữ đó đang nằm trên giường và lăn lộn vì đau đớn với những cơn co giật. Tôi bắt đầu công việc và sau khoảng một nửa giờ, một bé trai nặng khoảng 4 kg đã chào đời. Nhưng thay nhau không ra hết. Tôi bắt đầu lo lắng vô cùng vì bà mẹ có nguy cơ bị băng huyết và cần có một bác sĩ để mổ cấp cứu cho bà. Mạng sống của phụ nữ này giống như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng bác sĩ nào có thể lên đến đó vào giữa đêm khuya? Trên con đường tuyết phủ này, bác sĩ ở gần nhất cũng cách đó 15 cây số. Tôi lấy hết sức mạnh và do người cha này nỉ tôi đã làm điều lẽ ra tôi không phải làm bởi vì cần phải có một bác sĩ chuyên khoa. Với sự trợ giúp của Chúa, mọi sự đã được thực hiện tốt đẹp. Sau khi xong việc, tôi ngồi xuống, kiệt sức vì căng thẳng Hai ngày sau đó bác sĩ mới đến. Tôi ở lại ngôi nhà đó một tuần lễ để chích thuốc trụ sinh cho phụ nữ đó. Tôi nấu nước súp, chăm sóc cậu bé Paulo, đang chơi đùa với các anh em khác của chú bé. Tôi đã học được cách làm phô mai. Dọc theo các ban công của tòa nhà là các chậu hoa lan được cụ Polachi chăm sóc như các con trẻ của mình. Mỗi căn phòng là một rương đồ kỹ vật, trong đó có các hình ảnh các thiên thần nhỏ với đủ dáng kiểu, các trái tim nhỏ, các bức chân dung và bản vẽ của các trẻ em. Mẹ Polachi lấy ra một lá thư trong số các lá thư bà lưu giữ. Lá thư của một phụ nữ ngoại quốc tên là Diana. Trong đó có đoạn viết Tôi may mắn được quen biết với những phụ nữ mạnh mẽ, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một phụ nữ như bà giúp đỡ những người khác một cách trực tiếp và tự nhiên cụ polachi giải thích rằng cụ chỉ hiểu được điều này sau khi quen biết cô ta bởi vì trong tiếng pháp người hộ sinh có nghĩa là một phụ nữ khôn ngoan đối với cụ polachi mỗi đứa trẻ được cụ giúp chào đời đều như những đứa con của cụ cụ kết luận để cho một đứa trẻ chào đời chúng ta luôn cần những thứ giống nhau. Cụ không nói là trong số các thứ này cần có tình yêu thương và sự chăm sóc như những thứ mà mẹ Polachi đã đặt nơi chúng ta. Trước khi kết thúc chương trình Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ về tội. Nước Áo có một truyền thống lạ thường khi an táng các vị hoàng đế và hoàng hậu thuộc dòng tộc Habsburg. Các vị vua chúa của hàng tộc này được an táng trong hầm nhà thờ do các cha dòng Cappuccino coi sóc ở thủ đô Viên. Chẳng hạn vào năm 1916, khi hoàng đế Franz Joseph của Áo qua đời, linh cữu của ông sau lễ cầu hồn tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Viên, được chở trên xe tang do tám con ngựa đen tuyển kéo đến hầm mộ nhà thờ của các cha dòng cappuccino. Tại đây, cửa hầm mộ đóng kín, người đánh xe xuống gõ cửa. Từ bên trong có tiếng cha dòng cappuccino vọng ra hỏi ai đó? Người đánh xe trả lời: "Đại hoàng đế Phan Joseph đang chờ ở ngoài này, xin mở cửa mau." Nhưng từ bên trong cửa, vị tu sĩ trả lời: "Tôi không biết người đó là ai." Một lát sau lại có tiếng gõ cửa và tiếng hỏi vọng ra: "Ai đó?" người đánh xe đáp, đại hoàng đế nước Áo, quốc vương tông truyền của nước Hungary đang chờ ở ngoài này, xin mở cửa mau. Thầy rằng bên trong lại đáp, tôi không biết ông ta là ai. Lần thứ ba cũng cảnh gõ cửa và câu hỏi ai đó, nhưng lần này người đánh xe xuống giọng và đáp, đây là một người tội lỗi, người anh em của chúng ta là Franz Joseph. Bây giờ cửa hầm mộ mới được mở ra và linh cứu hoàng đế nước áo mới được đưa vào bên trong để an nghỉ cạnh các vị tiên vương. Nghi lễ tương tự như vậy cũng được áp dụng cho nữ hoàng Rita của Áo hồi đầu năm 1989 và đã được các đài truyền hình châu Âu trình chiếu cho hàng trăm triệu khán thính giả. Kính thưa quý vị thính giả, nghi thức an táng các vị vua chúa của Áo trên đây phản ánh một cách sâu xa giáo lý công giáo về thân phận tội lỗi của con người Giáo lý này ban đầu được Thánh Phaolô Tông Đồ đặc biệt khai triển trong thư gửi tín hữu thành Roma. Thực vậy, trong đoạn thứ ba của thư Roma, Thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự kiện mọi người đều có tội. Tội lỗi thống trị toàn thế giới vào thời kỳ trước Chúa Kitô và trong thế giới ngoài Chúa Kitô. Nơi nào không có ánh sáng của Chúa Kitô xoay chiếu thì nơi đó vẫn còn tối tăm của tội lỗi bao phủ như Thánh Phaolô đã viết. Chúng tôi đã minh chứng rằng tất cả mọi người, Do Thái cũng như Hy Lạp, đều ở dưới quyền lực của tội lỗi, như lời sách thánh đã viết, không có ai là người công chính vì tất cả đã phạm tội, do đó tất cả đều thiếu vinh quang Thiên Chúa. Tính chất phổ quát của tội lỗi vừa nói được biểu lộ qua sự kiện ai cũng phải chết vì sự nô lệ tội lỗi đưa tới sự chết. Sự chết mà Thánh Phaolô nói ở đây không hẳn có nghĩa là sự chết thể xác, nhưng là sự chết đời đời, là sự xa lìa Thiên Chúa. Trái ngược với sự chết này là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa mang lại cho chúng ta sự sống vĩnh cửu trong Đức Kitô Giêsu. Thánh Phaolô cùng với Thánh Gioan Tông đồ là hai tác giả đã quảng diễn nhiều nhất về tội lỗi trong Kinh Thánh Tân Ước. Thánh Phaolô trình bày về tội, nhất là từ đoạn 5 đến đoạn 8 của thư gửi tín hữu Roma. Điểm nổi bật nhất trong các đoạn này là tội lỗi được thánh Phaolô nhân cách hóa như một quyền lực gian ác. Tội lỗi mà thánh nhân nhấn mạnh ở đây không phải là những hành vi gian ác cho bằng tình trạng thảm hại, tội lỗi của con người và thế giới. Tội lỗi đã hiện trị trong con người và thống trị họ, thúc đẩy họ có những ước muốn xấu xa. Theo Thánh Phaolô, tội lỗi cũng là một thực tại nằm vùng trong con người chúng ta và chúng thừa cơ hội thuận tiện để xô đẩy chúng ta đi sâu vào con đường gian ác. Điểm nổi bật thứ hai trong giáo huấn của Thánh Phaolô về tội là ngài quan niệm tội là một sự chống lại Thiên Chúa. Con người được đặt đứng trước hai chọn lựa. Một là chấp nhận phụng sự Thiên Chúa, hai là làm đầy tớ cho tội lỗi. Những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội và sống phù hợp với bí tích này là những người đã được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và phụng sự Thiên Chúa. Trái lại, khi phạm tội, con người cố tình nổi lên chống lại Thiên Chúa và trở nên thù địch với Ngài. Vì thế, trong đoạn 8, câu 7 của thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng những ước muốn của xác thịt là thù địch của Thiên Chúa. Do đó, kẻ nào sống theo tội lỗi là những người đã chết đối với Thiên Chúa, cũng như ai sống cho Thiên Chúa là người đã chết cho tội lỗi. Khi xa lìa Thiên Chúa và không chấp nhận Ngài thì con người cũng sẵn sàng phạm các thứ tội lỗi xấu xa khác, như Thánh Phaolô đã nhận xét thấy nơi dân ngoại và Ngài viết cho các tín hữu Roma rằng vì dân ngoại không quan tâm đến việc tìm hiểu sâu xa về Thiên Chúa, nên Chúa cũng phó mặc họ cho những tư tưởng xấu xa của họ, đến độ họ phạm những điều không thích hợp, đầy mọi sự gian ác, xa đọa đam mê và ác tâm. Do đó, theo Thánh Phaolô các hành vi xấu xa khác đều bắt nguồn từ tội căn bản là không nhận biết Thiên Chúa và thù nghịch với Chúa. Một ý tưởng nổi bật thứ ba trong giáo huấn của Thánh Phaolô về tội là chính vì tội lỗi loài người mà Chúa cứu thế đã phải chịu chết trên thập giá, nhưng Chúa đã chiến thắng tội lỗi bằng cuộc phục sinh. Qua sự chết trên thập giá và sống lại, Chúa Kitô đã phá hủy tội lỗi và các quyền lực đen tối của nó là Satan, ma quỷ, sự chết, lệ luật và cuộc sống chiều theo xác thịt của loài người. Khi nói về công trình cứu độ của Thiên Chúa, Thánh Phaolô ít nói đến sự tha thứ các tội lỗi. Vì tội lỗi xâm nhập vào tận trong những cơ cấu thâm sâu của con người và thế giới, nên để hủy diệt nó, không những cần phải có một sắc lệnh toàn xá, nhưng còn phải thực hiện một sự biến cải hoàn toàn thế giới và con người. Chúa Giêsu đã thực hiện sự biến cải đó khi Ngài mặc lấy hình hài con người tội lỗi, hiến mình trên thập giá để đền tội thay cho loài người. Qua hành động đó, Chúa Giêsu đã chấm dứt quyền lực của tội lỗi và sự chết. Từ đó, con người trước kia xa ngã nay lại có thể sống một đời sống mới cho Thiên Chúa, như sự sống đã được biểu lộ trong cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Với giáo huấn trên đây, Thánh Phaolô thường gọi ơn cứu độ là sự giải thoát khỏi tội lỗi hơn là sự tha thứ các tội lỗi. Điều nổi bật thứ tư trong giáo huấn của Thánh Phaolô về tội là thánh nhân khẳng định rằng chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi được thông truyền cho các tín hữu qua bí tích rửa tội. Khi lãnh nhận bí tích này, con người được thông phần vào chiến thắng của Chúa Kitô trên tội lỗi và các quyền lực thù địch khác. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, người tín hữu cũng chết đi cho tội lỗi và sống lại với đời sống mới như Thánh Phaolô đã quả quyết chúng ta biết rõ rằng con người cũ của chúng ta đã được đóng đinh với Ngài để thân xác tội lỗi, tức là toàn thể đời sống nhân loại bị hư hỏng vì tội lỗi, được hủy diệt và để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vì người đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nói khác đi, nhờ biết tích rửa tội, chúng ta được giải thoát khỏi vòng nô lệ cho tội lỗi. Tuy nhiên, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng sự giải thoát đó chưa phải là sự giải thoát hoàn toàn bao lâu chúng ta còn sống trên trần gian này. Tội lỗi vẫn có thể đe dọa vì chúng ta vẫn có thể tái sa ngã phạm tội, từ bỏ Thiên Chúa để chiều theo sự quyến rũ của tội lỗi. Vì thế, Thánh Phaolô không ngừng khuyên nhủ các tín hữu, ước gì mọi tội lỗi đừng hiển trị trong thân xác hay chết của anh chị em. Đừng hiến thân thể của anh chị em cho tội lỗi, để chúng khỏi trở thành dụng cụ của bất chính, Roma đoạn 6 câu 12 và 13. Các ý tưởng này đã hướng dẫn các suy tư thần học và cuộc sống của bao nhiêu thế hệ các tín hữu Kitô. Ví dụ, hồi đầu thế kỷ 13, hoàng hậu nước Pháp tên là Blanche de Castille, một phụ nữ rất đạo đức, bà thường nói với Louis, con trai của bà rằng: "Con ơi, chỉ có Chúa mới biết mẹ thương con như thế nào." Nhưng mẹ thà thấy con chết ngay tại đây dưới chân mẹ còn hơn là thấy con phạm một tội trọng. Nói rồi, Hoàng hậu Blanche de Castille chỉ tay lên cây thánh giá và nói với Thái tử Louis. Con hãy biết rằng, chính tội lỗi loài người là nguyên nhân làm cho Chúa phải chịu đau khổ và chịu chết như thế kia. Những lời dạy của bà mẹ đã ghi đậm vào trong tâm trí Thái tử Louis và Ngài thường lập đi lập lại. Ta thà chịu chết chứ không phạm một tội trọng sau này khi lên làm vua nước pháp một hôm vua lui hỏi quần thần nếu phải chọn lựa giữa bệnh phong cùi và một tội trọng thì các khanh sẽ chọn cái nào nhiều vị quan trả lời chúng thần chẳng thà phạm một ngàn tội trọng còn hơn bị cùi nhưng nhà vua đáp phần trẫm trẫm chẳng thà bị cùi còn hơn là phạm tội trọng vì không có bệnh cùi nào quái ác cho bằng tội trọng Vua Louis IX là vị đại thánh của nước Pháp và là một trong những vị quốc vương anh minh nhất của Pháp. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Lầu Đế Tua Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.